đời iPhone 14 series chính hãng tại Việt Nam thì nhớ click vào đường link bên dưới để truy cập vào hệ thống bán lẻ Cellphone S. Cellphone S là đại lý ủy quyền của Apple, hàng chính hãng VNA sớm nhất, giá cực tốt, ưu đãi sốc, thu cũ đổi mới, hỗ trợ lên đời, nhiều ưu đãi từ ngân hàng và các app thanh toán. Click vào đường link bên dưới nhé. Được nhân viên dẫn vào Apple Store bởi vì là cái trung tâm thương mại này chưa có mở cửa đó, người ta dẫn vào như kiểu là đang đi du lịch, đi tham quan vậy á. Đây là icon siam nhé mọi người. Okay, mình đã được đi vào lấy rồi, vào một cái hàng khác. Đây rồi. Wow. Nhớ được vào mua rồi. Wow, unbox này. Người ta unbox hết rồi này. 14 này mọi người. iPhone 14. Đây là iPhone 14. Nhìn chẳng khác gì 13 cả. Màu xanh khá là đẹp nha mọi người. Giống màu xanh của Pro năm ngoái. Nha, hiện tại là chưa có Plus nha, mới có Pro Max thôi. Ok, bây giờ mình đã lấy được iPhone 14 Pro rồi và mình phải mua 14 bởi vì Pro Max hết hàng, mặc dù mình đã đặt trước. Và iPhone 14 Pro. Unbox thôi. Wow. Đây là màu tím. Wow. Đây, trong hộp cũng sẽ chỉ có cáp Lightning. Bản cũ cũng không chả có dây dù gì cả. Và một sách hướng dẫn sử dụng. Đây là Pro màu tím. Mình muốn mua Pro Max, mặc dù mình đã đặt trước nhưng mà cũng không kịp nên là thôi. Có thì hơn không, mình đã mua được Pro màu tím. Đây, bản 128GB. Thì đủ để cho các bạn xem cái màu mới cũng như là cái Dynamic Island mới. Wow, màn hình chào mừng. Nghe bảo là có tính năng là mở ra thì nó sẽ kêu một cái giống IMAX, nhưng mà giống MacBook, nhưng mà hiện tại thì mình vẫn chưa thấy. Rồi, setup nha. Các bạn có thể thấy là cái Pro thì cái Dynamic Island nó hơi to một chút. Đây là màu tím. Trong lúc trời chúng ta xem cái màu của nó. Màu tím, mình thấy màu tím cũng khá là đẹp. Cũng không đến nỗi là mắm tôm hay là gì như mọi người nói đâu. Và nhìn xa bình thường thì có vẻ như nó khá là giống màu đen, giống màu graphite ấy mọi người. Đó, nhưng mà nó ánh tím kiểu thế. Rồi, thiết lập Face ID. Này các bạn chuẩn bị nhìn cái Dynamic Island nha. Ôi. Wow. Wow, các bạn có thấy cái Dynamic Island nó mở ra một cái hình vuông không? Wow. Chuẩn bị này, chuẩn bị nhìn tiếp này. Đấy. Sử dụng với khẩu trang, chuẩn bị nhìn tiếp này. Ghê không, ghê không? Chào mừng đến với iPhone. Woo! Mình đã khởi động xong máy rồi đây, và đây là cái màn hình chính của chúng ta khi mà chúng ta mở lên một cái này. Đấy. Khi chúng ta định quét gương mặt một cái thì các bạn có thể thấy cái Dynamic Island đó. Rồi tiếp theo là về cái thiết kế thì các bạn có thể thấy là đây là màu tím khi mà có ánh sáng chiếu vào này. Còn đây là khi mà không có ánh sáng chiếu vào thì nó hơi kiểu graphite một chút, nó hơi đen đen. Mình lúc đầu mình cứ nghĩ là cái màu tím này nó xấu, nhưng mà mình khi mà nhìn thấy cái máy thực tế thì mình sẽ suy nghĩ lại. Ngoài ra thì cái cụm camera nó cũng khá là to. Ui, nó to gần chiếm hết cả cái phần sau này rồi. Đây còn có một chút xíu. Rồi cạnh bên, các thứ thì nhìn nó cũng không khác gì, chỉ có là mặt trước nó khác thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái máy để xem nhá. Đó, ví dụ như là chúng ta sử dụng quét một cái Face ID mới đi, thì sẽ có cái giao diện quét này. Đó, cái giao diện quét của chúng ta nó được mở ra này. Hoặc là khi mà chúng ta vào phần âm nhạc á, thì đây, khi mà chúng ta bấm phát nhạc thì là nó sẽ hiện một cái bìa đĩa ở đây, rồi cái phần sóng âm ở đây. Đó, khi mà chúng ta muốn điều khiển đó, khi mà dí vào một cái thì chúng ta sẽ có một cái điều khiển đây rất là tiện lợi luôn. Đó, hay không? Rồi phát nhạc xong, rồi mất. Đó, phát nhạc xong là nó sẽ mất. Đó, và chúng ta có thể dùng được nhiều thứ như là Apple có demo ở trên web, thì ví dụ như điều hướng này, rồi thông báo này, thông báo kia. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đến với phần camera. Thì cái thay đổi các bạn có thể dễ nhận thấy ở đây có 4 cái, bắt đầu thấy giống Samsung rồi đấy. Đó, giống Android rồi đó. Thì đây là có 0,5 này, có 1 này, có 2 này và có 3. Thì cái 3 này nó sẽ dùng cái camera tele chính của cái máy là 12 chấm. Còn cái 2X này thì là nó là crop từ cái ảnh 48 chấm của 1X. Đó là về camera trước, và hiện tại thì Apple mà, nên là Apple cũng không có thể hiện là cái độ phân giải là bao nhiêu để cho chúng ta coi ở trên này giống như kiểu là Android, nhưng mà mình sẽ kiểm chứng về cái chất lượng hình ảnh sau. Nhưng mà cái thay đổi mình quan tâm nhất ở trên camera thì đó chính là auto focus ở camera trước. Thì đây, nói đơn giản thì là khi mà ví dụ như là khi chúng ta quay cái clip thì chúng ta lấy nét mặt của chúng ta này. Đó, rồi khi mà chúng ta đưa sản phẩm tới, đưa một cái vật phẩm trước đấy thì nó sẽ lấy nét cái sản phẩm này. Đó, giống như kiểu chúng ta dùng máy ảnh hay là các cái bạn mà beauty blogger chẳng hạn đấy. Đó, thì nó sẽ lấy nét. Thay vì là trước đây camera iPhone á, thì sẽ chỉ có là lấy nét toàn bộ khung hình, và nhiều khi là đưa gần như thế này thì nó sẽ không lấy nét được. Đó, nhưng mà hiện tại thì đã lấy nét được. Các bạn có thể thấy bokeh đèn đằng sau không? Đẹp không? Đó. Và đây là một trong những cái tính năng mà mình mong chờ ở trên iPhone 14 Pro. Về Always On Display thì các bạn có thể thấy là đây là cái giao diện bình thường này. Khi mà chúng tắt đi, đó, Always On Display nó cũng chỉ là mờ đi một chút thôi. Và mình nghĩ là cái này nó cũng sẽ khá là ngốm pin, chứ nó không phải là để cái nền đen và chữ nhỏ như ở trên Samsung hay là các máy Android, mà mình thấy là như này hơi phí. Cảm giác như nó là cái kiểu on-wheel display của Apple Watch ấy mọi người, nó chỉ nhạt màu đi và tối đi thôi. Và đây là bài trên tay nhanh mở hộp. Và đây là bài mở hộp và trên tay nhanh iPhone 14 Pro. Cũng như là mình cũng đã cho các bạn xem về cái con Pro Max. Và khi nào mà có iPhone 14 Pro Max thì mình sẽ gửi đến các bạn bài unbox cũng như là đánh giá sau. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.